Chào cả nhà nhé, chào cả nhà đến với buổi tập của câu lạc bộ Hải Phòng và ngày thứ hai của Đặng Văn Tới. Ta sẽ xem những đường bóng của hậu vệ Đặng Văn Tới này. Hôm nay thời tiết rất là mát mẻ, rất phù hợp cho các cầu thủ có thể thi đấu bóng đá. Tuyệt vời. Khả năng giữ bóng của Đặng Văn Tới khá tốt. Hứa hẹn đây là một trong những chốt trận tây rất là tốt đây. Đặng Văn Tới chập tây. Với buổi thứ hai mà em đã hòa nhập một cách nhanh chóng như vậy thì chắc chỉ trong vòng một tuần thôi đã có thể đưa vào lối chơi rồi. Còn tới chúng ta đang trong một áo pit cam. Giờ sẽ xem màu cam của Đặng Văn Tới đi tê bóng. Okay.